Hàng mới, hàng mới về, hàng mới về nhá. Ngon chưa? Này đi sắm được mấy cái chậu đẳng cấp. Một con chậu đá này. Nhất là con này này. Hôm trước ở Hà Đông có một con bể như này nhưng mà nó lại hơi bị nứt. Một con bể đá. Con này lành tít luôn, đầy quịch. Đá xịn. Đâu đâu ra em xem nào. Con này ơi. Hàng này hàng Hà Đông à anh ơi? Anh Thường ơi. Hà Đông à? Thành công nữa anh đóng cửa đấy, không cho về đâu. Con bể này khá tiền đấy anh Dũng ơi. Đang chiến đấy. Bể này có khi bằng con xanh rồi đấy. Nhìn. Vừa nhấc về đã vừa cẩu về xong á. Con này nhá. Con này nó bị để nhưng mà đây này hôm nó cắt anh nó cắt mấy cái này anh bảo mày phanh lại ngay, không mày mày đừng làm bẹ hoài mà bẹ. Nhưng mà anh thực ra phải bỏ cái mũ này ra nhìn cả con này nữa đấy. Cả con này, con này là một thời gian nó bị đuôi công nghiệp. Con này dưỡng quần của em này. Không, không cho để đấy. Hôm nay ông ấy rước mấy cái chậu về ác không? Đấy, con chậu này mới chi chi ác chiến nhưng hôm nào lên lên mấy cái cây. Bắt đầu hình thế. Hàng này ở đâu anh ơi? Đúng rồi, biết giờ sinh ấy. Đúng rồi. Anh cho biết giờ sinh ấy. Được khá lắm đến giờ sinh. Đây này. Vừa đi nhấc con này về. Như cái dễ là phải để đấy chỗ này ạ. Hôm nó định cắt cái dễ anh bảo mày rồi cắt dễ này nhá, mất cái này luôn. Đây đây, nó đâu rồi này. Đấy, thì anh bảo cái dễ này mới là cái dễ này là cái hay mà. Thôi coi như là bị cái gì đổ vào nó. Làm sao anh? Cắt nó chặt đi à? Nó quét dễ để làm giá. À. Chuẩn bị đục. Dạ. Dạ. Được cả năm sinh thì được cả giờ sinh. Bình tĩnh cứ bình tĩnh nào. Nhấc cây rành rành ra cho vào đây. Là vấn đề đấy, vấn đề làm tập quan thế này. Không phải cái ham như thế nào cũng đập ra được đâu. Cái này để từ từ cắt đi mấy cái ấy đấy nhỉ, mấy cái rễ đấy nhỉ. Đây, ui được, đây cái đơn này. Cái đơn bác thực qua cái vừa rước về đây. Đấy. Ba thân. Thế là nó ghép hai loại đơn. Ghép. Ghép cả vàng cả đỏ. Cái người chơi trước đỉnh đi. Hai cái con này bây giờ về trồng là dựng lên nhá. Con này dựng thẳng lên. Trồng như như cái ô luôn. Chào ông. Nhưng mà con này nó bị nghiêng, sao nó bị nghiêng này anh? Nó cố tình nó bật nghiêng cho bây giờ dựng lên. À, tức là cái thế cũ của nó tạo nghiêng. Con này lên bóng kinh nhỉ. Anh Thực ơi. Lên bóng khiếp nhỉ. Lần trước cắt trụi từ lụi đây còn gì nữa. Đúng không? Giờ, bây giờ nó vươn ra còn gì nữa. Thằng nó phải chết cụ cây đấy. Bây giờ quay ra cái đấy. Dạ. Đấy. Đúng rồi đấy. Bao nhiêu cây hôm trước bảo là sợ bảo là toi đấy. Đấy. Hàng hôm nay đã ra. Con này không ấy nhỉ, con này kiểu lần ấy nó cũng nắng quá nhỉ, không mạnh như con kia nhỉ. Không như thế là được. Con kia đổ bóng ra ác nhỉ. Con này có cái biếu này giống cái gì của Nguyễn Cường hoặc là Cường Phượng Vũ à? Biếu Huyền Phượng Vũ. Đúng trên có đoạn biếu này nhỉ. Vâng. Cái đấy nó cong khòng vào. Dạ. Ra quay cái zoom cho nó xem nó chết chưa. À ừ đấy, cái hôm trước có thằng bảo ấy, hôm trước có thằng lên kênh bảo
cắt thế nó chết. Ở đây cây sung đây này, chui vào hơi khó thôi, được cố chui vào nhá. Đấy nhá, cây sung hôm Tuấn Anh cắt trụi tụi lụi này, hôm nay thậm chí là còn ra rất nhiều quả nhá. Đấy, nhớ chưa, nhớ tác phẩm sung hôm trước mấy bạn lên bảo là cắt như này chết chết mất, không chết đâu nhá, nay ra nhiều quả nhá. Này quả sung này sai chưa, chóc chiếu vào đây gốc rễ đây. Đấy, chết đâu, chết đâu mà chết, đúng không? Nào hôm nay quay trời sau cơn mưa xem mấy tác phẩm. Ủa cái tùng hôm nay nhìn lên ngon thế nhở? Anh Thuộc ơi, con tùng hôm nay nhìn ngon nào, ra ông này ra thế nào, nó đang lên ai không ra. Tùng đáng giá của ông ý đấy. Tùng thực. Tùng thực. Thế này là đẹp rồi gì anh? Chậu của cây tùng này là ok rồi mà. Vâng, nghe vừa. Tùng phong thủy của ông ấy đó. Thấy chậu. Xem cái chậu dưới gầm này xem nào. Giấu kỹ thế. Úi giời ơi. Xấu. Mới nhập 6 cái chậu về. Này, bắt mạch kinh nhỉ. Đây một cái, đây một cái. Một cái này, một cái xanh đằng kia kìa. Hai cái này nãy quay rồi đúng không? Đây cái này. Đấy. Cái này giống như cái cây nọc trước cũng gì đâu, kiểu màu này. Quả cái chậu đá này mới đẳng cấp này. Bể đá này ác đấy. Xong rồi cái chậu. Nhìn phê luôn. Này hôm nay ra tay rán nhiều nhỉ. Trời ơi, ông ấy làm quả mẹ gạch to tướng kia, ông ấy dậy. Sợ cháy à, con này này, lên nó cắn đá như anh bảo. Con này đây hai đẹp hơn. Mầm dương đẹp hơn. Thế thì phải lấy cái này chứ. Đứng sau để em nhìn mặt ngắm. Bây giờ đi, nó sẽ đứng đi đấy. Kỉnh, mấy ông thầy khán chỉ chỗ này, em làm chỗ này, em làm ra đúng chỗ. Em xem lại cái vết đục hôm trước nào. Thế nhưng mà cái cách đục đúng thế, bóc nhá. Bây giờ này bây ra giờ, dễ rồi. Bây giờ nó chỉ cần hơi múc vào tí là Dũng không cảm giác là đó là cái vết đục. Ừ.
là cái rễ của bạn còn nó hiện tại đấy đấy, chờ ở dưới này sau này nó vo nó chuyển đầy lên, nó đầy lên nó lại thành những cái miệng như này, chân như này đấy, đến như những cây như này của anh Thực nhé. Những cây này là cái tác phẩm tâm đắc của anh Thực. Đây tham đa đây. Em đây. Không anh ạ. Đến giờ vật rồi à? Vật rồi. Cũng cái dễ giống y chang mình vừa ăn ra. Cái dễ này nó còn khô hơn, tại vì cái hai cái dễ này nó nằm áp vào nhau, nên tôi phải bóc ra khỏi cái kia thì nó không tách rời. Đây. Cái chân ở đây lấp hết hai chân này đó, mà một cây như này, cổ như này, bóng chơi như này, vẫn phải quyết định xử lý đi, bởi vì cái này nó sẽ là cái lâu dài. Đấy. Nếu lúc vẫn phải có cái xin đây, sau này những cái vết chân ở dưới nó sẽ như này, mình vẫn giữ được cái bộ chân này, nhưng là để nó lộ được cái đường khác. Đấy, bây giờ cứ tưởng tượng xem, nó đang tự nhiên lại có một cái dễ trống ở đây, tự nhiên cái hốc này mất hẳn. Đấy, mà nhìn mặt nào nó cũng sẽ bị hỏng. Con này hôm ở nhà Phan đang nắm này. Đây, hôm mai con này đi giao lưu nhà ông Phan mà. Nó, tất cả nó là bài toán, mình cũng phải. Nước đi. Thiệt.